sẽ bắt đầu vào buổi ngày hôm nay. Đề này vừa thi, đúng rồi, chính xác. Đề vừa thi xong. Đề vừa thi xong nên là thầy mới cho các em chữa luôn. Cho CH3 siro phản ứng với hydro. Các em nhìn kỹ nhé, thầy chữa khá là kỹ. CH3 này, C này, nối đôi O này, H này. Tác dụng hydro là tác dụng HH. Thì xúc tác niken lung nóng. Niken lung nóng thì nó tạo thành là CH3 này, C này, nối đôi đứt đây, thêm một H vào đây này, cắm một H vào đây, cắm một H đây. Và anh này có thể viết gọn này, là CH3 CH2 OH. Người ta bán đúng mình là ta bán D. Ok, dễ không em? Ok, ăn quyền tốt. Ăn quyền lâu lắm này mới thấy ngó lên. Bao giờ có điểm? Khoảng tầm 20:30 nhé Nguyễn Tài. Mấy anh từ từ em ạ, hết sức bình tĩnh. Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2? Thế thì để tác dụng với CaCO3 giải phóng khí CO2, khi và chỉ khi thằng này là thằng một thằng axit phải mạnh hơn H2CO3. Có một bạn vừa hỏi là thi lại Linh Trang, thi lại học khóa VIP của thầy được. Quá tốt đấy chứ em, Linh Trang. Linh Trang em thi lại học khóa VIP của thầy là rất là ổn luôn. Đăng ký ngay nha em nhé. Em inbox những bạn nào mà muốn đăng ký học khóa live VIP của thầy để được chắc chắn điểm từ 7 đến 8 thì ngay lập tức inbox cho cô Ngọc Anh về sách để đăng ký học ngay. Thứ 6 mình sẽ bắt đầu vào học cái buổi trả phí đầu tiên trong nhóm. Cực kỳ chất luôn. Acid mạnh hơn. Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2 thì tương đương việc là thằng này nó phải là thằng acid mạnh hơn. Acid mạnh hơn H2CO3 kìa. Thế thì để mà axit mạnh hơn H2CO3, anh này không phải axit, anh này không phải axit, anh này không phải axit gì. Đúng rồi, chính xác. Bạn Minh Anh ngày trước học off thầy, bây giờ năm nay thi lại. Năm nay thi lại thì chắc chắn là sẽ cố gắng hơn nhiều, đúng không? Mình sẽ có câu tiếp theo, câu số 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol CH3 COO CH5. Số mol này mà 0,15 thì thu được CO2 nhé. Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon kìa. Mình ghi bảo toàn nguyên tử carbon, trong này có mấy carbon? 1, 2, 3, 4. Đúng không? Vậy là 0,15 x 4 thì bằng 0,6. Mình có là 0,6 x 2,4 thì bằng 13,44. Đáp án đúng mình là đáp án C. Đấy chưa? Câu số 4. Cho cái dãy các kim loại. Cho dãy kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất các em nhỉ? M. Đầu thầy thấy nét căng mà lại đầu bọn em lại bị mờ. Thầy cũng không hiểu tại sao mà các bạn đang kêu mờ các em ạ. Hello. Một trăm hai mươi bạn đang phần bài tập. Đúng rồi, chính xác. Đây là bạn Minh Anh đang kêu để yếu phần bài tập lắm. Ngày trước mà chăm chỉ học cùng thầy thì bây giờ không phải cãi lại. Đúng, chính xác. Thì bây giờ chăm chỉ bù Minh Anh nhá. Bạn Minh Anh là bạn thanh niên đầu tiên đã đăng ký khóa live VIP của thầy. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì nhanh tay đăng ký ngay lập tức. Thứ hai nhớ rằng là nhớ là thực hiện đầy đủ này, không thể thả tờ này. Để riêng tối hôm nay nhé, 141 bạn đang theo dõi video live stream này, riêng tối hôm nay sẽ được thầy tặng quà là bộ 3 đề thi thử giải chi tiết cộng với cả video để chữa chi tiết luôn. Nếu như các em mà thực hiện đủ 3 bước, share video về tường này, tag 3 bạn vào phần bình luận này và inbox cho thầy, thấy chưa? Không thấy chữa, nét căng luôn. Ở đầu thầy thì thấy nét căng, mà không biết là bọn em thì sao lại thấy không thấy nét nhỉ? Yeah. Mình có câu số 4. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Anh nào? Wolfram đúng không em? Wolfram. Cái gì cũng yếu Đặng Hồng Thúy, thế thì phải học thầy. Câu số 5. Dung dịch nào sau đây không tác dụng được với FeNO3 này? Lưu ý là không tác dụng nhé. Thế mình có này. Mình có, các em nhìn AgNO3 là sao? Sắt dương 2 cộng bạc cộng để tạo thành sắt dương 3 cộng bạc. Cái loại A này. Fe cộng OH trừ để tạo thành FeOH 2 lần. Về loại B này. Fe không ăn magie 2 cộng. Thế FeNO3 2 lần và HCl có không? Có các em ạ. Bởi vì trong này có Fe2 cộng này. Cộng với NO3 trừ này. Cộng với H cộng này. Thì sắt lên sắt dương 3. Có sẽ ra phản ứng nhé. Về loại D, đáp án đúng mình đáp án C. Khá nhiều bạn bị lừa đây. Rất rất nhiều bạn bị lừa đây. Hello 139 bạn, 143 bạn.
Câu 6, để xử lý chất thải có tính axit, người ta thường dùng thế à? Xử lý chất thải có tính axit thì mình phải đi trung hòa axit. Thì phải trung hòa axit. Thế mà để mà trung hòa được axit thì phải sử dụng một thằng mà có tính bazơ. Thế để thực hiện một thằng mà có tính bazơ thì nó chỉ có thể là nước vôi thôi ạ. Hơi mờ. Nên là vẫn có bạn kêu hơi mờ. Thầy cũng không hiểu tại sao. Mạng thầy thì em có thấy mờ không? Thầy thì thầy thấy nét căng này. Ok, chị Huế đã gửi buổi ngày hôm nay cho thầy. Lâu lắm rồi thầy mới tổ chức thi thử lại đúng không? Hôm nay có tổng cộng là ở đâu rồi? Thầy chưa nhìn cái gì luôn. Bạn cái điểm cao nhất là bạn Nguyễn Thế Khải QT 8,5 điểm. Photon 8. PTT Hà 7. Đấy. Nguyễn Tài Anh 6,75. Đây là điểm của số bạn. Nhá, Tuyên Dương. Tí nó rồi chị Huế chị sẽ up lên trên nhóm. Tí chị Huế chị sẽ up lên trong nhóm của thầy. Giúp em. Đấy, vậy là Tuyên Dương bạn Nguyễn Thế Khải được 8,5 điểm. Mình tiếp tục sang câu số 7. Protein nào có phản ứng màu bire? Protein có phản ứng màu bire với các chất nào sau đây? Protein này phản màu bire với các chất nào sau đây? Biore. Thế thì nó phải ăn với lại CH2 hai lần. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu số 8. Dung dịch NaOH có phản ứng với dung dịch chất nào sau đây? Dung dịch NaOH nhé, phản ứng với dung dịch chất nào sau đây? Thế thì NaOH là OH trừ này. OH trừ thì không ăn được KNO3, không ăn được K2S4, không ăn được BACL2, mà ăn được thằng NaHCO3. Đáp án đúng đáp án C. Thì viết chương trình em nhìn nhé. NaOH này ăn này NaHCO3 này để tạo thành Na2CO3 cộng với H2O. Để cho các em 7C tốt, anh tặng đúng, chính xác, Minh Anh rất tốt. Mình tiếp tục sang câu số 9 này. Wow, lượt xe khá là nhiều. Lên 160 bạn đang theo dõi rồi. Em liên tục xe lại về tường nhá. Nhưng mà như thầy thấy rằng là vẫn còn ít bạn chưa inbox cho thầy lắm. Em xe rồi, em tag các bạn rồi, nhưng em phải inbox cho thầy nhá. Chứ nếu mà thầy mà lại tự động inbox cho em thì thầy sẽ bị chặn. Nên là các em nhớ là các em inbox cho thầy thì thầy mới gửi được. Nhớ là xe tag ba bạn và inbox cho thầy để nhận được quà của tối ngày hôm nay. Câu số 9. Cho các ứng dụng dùng làm dung môi, dùng để tráng gương, những ứng dụng ST. Thế những ứng dụng nào của ST mình lưu ý này. Dung môi thì đúng này. Tráng gương không, chẳng ai dùng ST tráng gương cả. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo. Được. Đúng chưa? Công nghiệp thực phẩm được. Vậy thì ta có là một chắc chắn có này. Vậy mình loại ra bằng gì? Nguyên liệu sản xuất chất dẻo á. Ví dụ như là thằng gì nhỉ? Polymethylmethyl acrylate thì được, đúng không? Dùng làm vật dược phẩm cũng được. Vậy là có 1, có 3. Có 1, có 3 về loại A này. Trong công nghiệp thực phẩm có không? Có, đúng không? Vậy đáp án đúng của mình là gì? Đây có 2 vứt này. 1, 3, 4. 9 về. Chính xác. Mình sang câu tiếp tục, câu số 10. Trong quá trình điện phân của dung dịch KCl. Điện phân dung dịch KCl. Ở điện cực dương thì anode xảy ra như thế nào? Ở điện cực dương anode xảy ra nào? Thế thì cực dương là hút âm. Hút âm là Cl trừ. Để biến thành Cl không. Vậy nó trừ đi 1E. Trừ đi 2E, sorry. Thế thì khử tăng số xoa không lên dùng từ trừ 1 về 0. Vậy là tăng. Vậy tăng này thể hiện tính khử. Tính khử thì tương ứng với lại sự oxy hóa. Nhưng mà nó phải là Cl trừ. Thế loại B, loại B này. Tính khử tương ứng với sự oxy hóa. Đáp án đúng, đáp án gì? Làm ăn gì các em nhá? 10 Minh Anh tốt, chính xác. Kinh nhỉ, Minh Anh dã man đấy. Cũng kinh điển đấy. Mình tiếp tục nhá, sang câu số 11. Đây có bạn Minh Anh comment rất là kinh, rất là trâu từ nãy đến giờ. Mình tiếp tục sang câu số 11. Đun nóng dung dịch chứa mg glucose. Glu. Với lượng dư AgNO3 trong NH3. Một glu thì sinh ra mấy bạc em nhỉ? Hai bạc, đúng không? Và mình có số mol bạc là 16,2 chia cho 1,8 thì bằng 0,15. Vậy anh em tự mình suy ngược lại được số mol glu. 0,15 nhân 1 chia 2 bằng 0,075. Số mol glu chúng ta bằng 0,075. Thế thì anh em tự mình tìm được giá trị của m bằng 0,075 nhân 180 bằng 13,5. Người ta bán đúng mình là đáp án D. Được chưa? Ok. Sang câu số 12. Câu số 12 này nhiều bạn mình nhầm này. Sẽ có rất rất nhiều bạn bị sai ở câu số 12 này.
Trong các phát biểu sau về NH3 và NH4 cộng như sau. Trong NH3 và NH4 cộng nitơ đều số xóa trừ 3, đúng. NH3 tính bazơ, NH4 cộng có tính axit, đúng tiếp. NH3 và NH4 cộng đều có cộng hóa trị 3, đúng tiếp. Và NH3 và NH4 cộng đều chứa liên kết cộng hóa trị. Bọn này NH3 chứa liên kết cộng hóa trị, NH4 cộng cũng liên kết cộng hóa trị. Vậy là đúng nốt, vậy mình có 4 nhận định đúng. Đáp án đúng mình là đáp án D các em nhé. Ừ, máy tính có thể cực kỳ xịn. Ok, chúng ta tiếp nhé. Các em hiểu bài không nhỉ? Từ nãy giờ thì giảng em hiểu. Đây phần này phần được vận dụng nó chậm chậm thôi. Giang tiếp tục câu số 13 nhé. Ok. 13 được chưa các em? Phải nhắc lại một chút nữa này. Để nhận được phần quà ngày hôm nay. Phần quà ngày hôm nay là bộ 3 đề thi thử giải chi tiết cộng với video của thầy. Thì em thực hiện đầy đủ 3 bước. Bước 1 share video về tường. Bước 2 tag 3 bạn vào phần bình luận. Bước 3 nhớ về inbox cho thầy. Nhá. Khóa luyện thi của thầy có phát người yêu free không? Điện thi của thầy không phát người yêu free nhưng sẽ giúp em kiếm được người yêu cực kỳ xinh. Ok. Câu số 13, cảm ơn Nguyễn Sân Trường. Tất cả các kim loại đều tác dụng với dung dịch. Này, sắt, kẽm, đồng, bạc đều tác dụng với dung dịch thì nó không thể tác dụng HCl được. Đồng với bạc không ăn HCl. Không ăn hai bốn loãng rồi, tại vì đồng với bạc không ăn. Bởi vì đồng với bạc HCl hai bốn loãng thì chỉ tác dụng được với các anh kim loại đứng sau, đứng trước hydro trong giai điện hóa thôi. Thấy chưa, cao hắt càng không. Mày ăn được HNO3 loãng. Bởi vì HNO3 loãng làm sao nhỉ? Ăn được hầu hết các kim loại trừ mỗi hai thằng thôi, là vàng và platin các em. Trừ mỗi hai thằng này thôi. Thấy chưa, phải đáp án đúng mình là đáp án B. Ừ, nhắn cho thầy rồi, ok. Tí nữa thầy gửi nhá. Câu 14. Các em comment liên tục đáp án vào đây nhá. Câu 14 này. Cho dạy các chất. Số chất phản ứng được với dung dịch CuO2 hai lần này điều kiện thường là. Số chất phản ứng với dung dịch CuO2 hai lần ấy. Cái này hơi là khó đấy, đúng không? Thế thì ở đây mình có này, phản ứng về CuO2 hai lần ở điều kiện thường thì nó phải cần là gì? OH đa kè, OH đa và kè, hoặc là gì? Acid, đúng chưa? Xem lại được, nhưng mà chỉ trong nhóm trả phí thì thầy mới xem lại được thôi, vì hôm nay là buổi đầu tiên thì khai giảng cái nhóm trả phí mà. Livestream chữa 30 đề. Ăn chắc điểm 7, 8 trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Ăn chắc có điểm 7, 8 còn có thể lên được 9 nữa. Nhá, thầy chữa full. Đấy, các em lưu ý. Những bạn nào muốn đăng ký khóa học livestream đấy thì có thể inbox ngay lập tức cho cô Ngọc Anh Việt Rách hoặc inbox cho thầy. Còn đặc biệt hơn là ở ngay lập tức ở khu vực Hà Nội thì em có thể đến trực tiếp cái lớp off của thầy ở tầng 6, số 66 Trần Đại Nghĩa để gặp thầy để chúng ta cũng có thể nâng cao điểm số môn hóa. Cho lại các chất điều kiện thường, thế thì mình có là saccharose là có OH đa kề này. Glycerol có này, anconetic không này, natri acetat không này. Mình có là 1, 2 chất thôi nhỉ. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A, 2 chất. 14A chính xác. Câu 15, thầy vừa dạy log off xong. Dung dịch HCl có pH bằng bao nhiêu? Thì mình cần lưu ý cho thầy cái này. pH thì bằng trừ logarit nồng độ H+. Thế mình sẽ được là bằng trừ logarit của 0,01. Thì bằng 2 thôi các em. Vậy thì đáp án đúng mình là đáp án A. Làm đủ combo xong rồi nhớ phải inbox cho thầy nhá. Rất tốt anh tặng Hương Phạm Ngọc Trang. Rất tốt. Mình sang câu số 16 nào. Phương trình hóa học nào sau đây sai? Gạch chân này từ sai nhá. Phương trình hóa học nào sau đây sai? Thế thì mình có này NH4Cl nhiệt phân hợp thành NH3 và HCl là đúng. Nhưng nó hỏi sai. FeNO3 lần nhiệt phân hợp thành Fe2O3 cộng NO2 cộng oxy đúng. Nhiều bạn nhầm chỗ này thành FeO là sai nhé. Fe2O3 là đúng. Nên nó nói đây là phương trình nào sai, đây là phương trình đúng loại. Magie cộng phốt pho tạo thành Magie 5P2, đúng chính xác. Phốt pho cộng clo nó phải tạo thành PCl5. Vậy sai ở đây của chúng ta là gì? Sai đây chúng ta làm nào. Đấy, chúng ta chú ý này. Thằng này cộng clo dư thì tạo thành PCl5, cộng clo thiếu thì thành PCl3. Phốt pho ở đây phốt pho 0 nên phốt pho dương 2. Magie 0 nên magie dương 2. Phốt pho thì từ phốt pho 0 thì phải về phốt pho trừ 3. Được chưa? Thế thì nó phải là magie 3P2. Vậy là sai là A. Nha, nhiều bạn sai đây. Chính xác, Vân Cụ Sơn, Nguyễn Đức Khanh, chính xác, rất tốt. Mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 17. Câu số 17 là một trong số những câu khá là hay. Thế thì thầy mới đặt cho các em nhìn cái câu số 17 này. Trước khi chữa cái câu số 17 này,
Thế nhắc lại một lần nữa là cái món quà đặc biệt tối ngày hôm nay là chỉ dành cho những cái bạn nào buổi học đầu tiên của buổi livestream ngoài nhóm kín, là những bạn nào là quà tặng có thể là ba bộ ba đề thi thử giải chi tiết cậu video. Các em thực hiện đủ 3 bước. Bước 1 share video về tường này. Bước 2 tag 3 bạn bè vào phần bình luận này. Bước 3 này inbox ngay lập tức cho thầy này. Nhớ phải inbox cho thầy. Tí nữa thầy livestream xong thầy sẽ kiểm tra, sau đó là thầy sẽ gửi lại cho các em cái link nhá. Link của bộ ba đề thi thử giải chi tiết cộng với cả video nữa. Cái bộ thi thử mà giải chi tiết đấy nó chính là ở trong cái quyển sách này của thầy. 15 đề thi thử trung học phổ thông quốc gia. Đúng không? Các em chú ý theo dõi livestream này liên tục, sẽ có một ngày nào đó đẹp rồi thầy sẽ cho chúng ta file PDF của bộ sách này. Mình chữa tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 17 nào. À, hỗn hợp gồm, thế thì cái hỗn hợp này của thầy gồm này. CH3OH C2H5OH C3H7OH và HCOH. Thế thì bọn này thì cho tác dụng với lại natri dư. Thì thu được khí hydro, số mol khí hydro 0.1 và bắt mình tìm giá trị mà. Đề bài cho số mol của CH3OH bằng số mol của C3H7OH. Có nghĩa C3OH bằng C3H7OH này. Số mol này bằng nào? Thế thì bài này thầy dạy chúng ta có một cái chiêu cực kỳ kinh điển rồi này. Nhá, số mol này là bằng nhau nhá, một dữ kiện này. Đây dữ kiện thứ hai này. Đặt đặt này, A, B, C, D này. Vậy mình có này. 1 2 3 4 ẩn này. Một dữ kiện này và dữ kiện bằng nhau là hai dữ kiện này. Vậy mình được toàn quyền bỏ đi hai ẩn. Đúng chưa? Để tìm giá trị của M mà. Nhưng cái này không hay bằng cái. Các em chú ý cho thầy. Là CH3OH và C3H7OH mà số mol bằng nhau thì đặt đây là AA gì? Đúng không? Thế thì với bọn này thì mình sẽ có một cái điều sau chú ý này. Thì đặt chung bọn này là RH. Có phải RH cộng natri dư tạo thành hydro 0.1 cộng với RNA không? Và mặt khác mình có này, cái anh RH này, hai này bằng nhau nhá, thì nói chung mình cộng của nó thì mình có anh này là bằng 15 cộng 17 thì bằng 32, 32 cộng với lại anh này là anh này bao nhiêu nhỉ? 12 nhân 3 cộng 7 cộng 12 nhân 3 cộng 7 cộng 17 bằng 92 chia 2 thì bằng 46. Anh này bằng 46, anh nào bằng 46. Vậy phân tử khối trung bình của bọn này bằng 46. Được chưa? Thế mà anh này 0.1 thì ngay lập tức ra 1/2 hydro này. Thì anh này là bằng 0.1 nhân 1 chia 2 chia 1/2 thì bằng 0.2. RH bằng 46, suy ra RNA bằng 46 trừ 1 cộng 23. Vậy mình tìm được M bằng 46 trừ 1 cộng 23 nhân với 0.2. 13.6 gram. Sorry. Thầy xem nào. 46 trừ 1 cộng 23. Giá trị của M là M gam x. Nhầm. M đây không phải các em. 0.2. 0.2 nhân 46. 0.2 nhân 46 bằng 9.2 gram. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Mình sang câu 18 nhé. Câu này khá hay. Phát biểu là sao để đúng. Các em cùng comment đáp án nào. Đấy các em giúp thầy tag các bạn các em vào nhé. Nhiều bạn đang trách nhau này, không tag người ta vào xem với này. Thầy còn chưa kịp share vào các nhóm cơ. Nên các em giúp thầy còn share cả vào các nhóm nữa. Bởi vì cái điện thoại của thầy bây giờ nó không biết là lạc trôi nơi phương trời nào rồi. Nên là bây giờ chỉ còn chờ đợi nhờ vào sự trợ giúp của các em thôi. Ok, mình tiếp tục nào. Sang câu tiếp theo, câu số 18. Cho phát biểu nào, phát biểu nào sau đây là đúng? Trong các phát biểu nào sau đây đúng? Cho mẫu đá vôi vào dung dịch giấm ăn thì không thấy sủi bọt khí, cái này sai. Có sủi bọt khí, bởi vì đá vôi là CaCO3, giấm ăn là CH3COH. Thì nó xảy ra phương trình luôn, là CH3COO Ca cộng CO2 cộng H2O bay lên. Cho kẽm ông dịch giấm ăn không có tí khí thoát ra, sai. Kẽm vào CH3COOH thì nó tạo thành CH3COO tất cả hai lần Z nào. Cộng H2. Cân bằng 2. 2. Giấm ăn làm quỳ tím trở thành màu xanh thì sai. Giấm ăn làm quỳ tím trở thành màu đỏ mới đúng. Vậy đáp án đúng mình đáp án gì?
Rất tốt Nguyễn Hiền với Hương Phạm. Rất tốt. Thầy nhìn thấy mấy bạn này comment đúng từ đầu đến giờ. Mình sang câu tiếp theo, câu số 19. Câu số 19. Cho phản ứng học sau. Đúng rồi, chính xác Thúy Thanh, giấm ăn là axit acetic. Số phản ứng tạo chất khí tác dụng dung dịch nào mắt? Chất khí tác dụng được dung dịch nào mắt? Có nghĩa đầu tiên phải khí, nhưng khí này tác dụng được bên nào mắt? FeS cộng HCl để tạo thành H2S. H2S ăn được nào mắt? 1. KClO3 nhiệt phân thì tạo thành oxy cộng KCl. Oxy không tác dụng với NaOH mắt. Loại. N4NO3 cộng với NaOH mắt thì tạo thành NH3. NH3 không tác dụng với NaOH mắt. Loại. Cu cộng H24 đặc thì tạo thành COS4 cộng SO2 cộng H2O. SO2 tác dụng với NaOH mắt. 2. KMNO4 cộng HCl thì tạo thành Cl2 cộng KCl cộng MnCl2 cộng H2O. Khí là khí clo, clo ăn được với NaOH. 3. NaCl rắn cộng với là H24 đặc thì tạo thành HCl cộng NaHSO4. HCl ăn được NaOH. 4. Vậy mình tổng cộng có 4 thằng. Đáp án đúng đáp án C. Các em nghe thầy dạy có hiểu không nhỉ? Hello. Tất cả các bạn đang theo dõi thầy giảng có hiểu không? Mình sang câu 20 rồi đấy. Hôm nay mình chữa khá là nhanh. Đúng không? Thì ở trong cái nhóm trả phí của thầy thì thầy sẽ chữa nhanh như vậy, tốc độ như vậy để cho các em tiết kiệm thời gian. Bởi vì như các em nhìn thấy là học thầy cực kỳ chất và cũng chẳng còn nhiều thời gian ăn đâu. Tất cả các anh chị mà bị mất gốc ngày trước học offline của thầy thì đều lấy lại được gốc. Thì ngày hôm nay thầy chuyển cái dạy chất của offline đấy lên dạy online theo hình thức live stream nhá. Mình tiếp tục sang câu số 20. Nhiệt phân hoàn toàn 14,4 gram KNO3 thì tìm được số mol KNO3. 14,14 chia cho mạng ngoặc đơn 39 cộng 62 thì bằng 0,14 mol. 0,14 mol. Thu được 10 gram chất rắn. Thế mình chú ý này, phương trình này. KNO3 nhiệt phân thì nó tạo thành KNO2 cộng 1/2 oxy. Anh này chất rắn oxy bay đi rồi. Số mol mà 0,14 thì chui vào đầu này cũng là 0,14 các em ạ. Thế thì khi chui đầu này là 0,14 thì ta có là 0,14 nhân với 39 cộng 14 cộng 16 nhân 2 bằng 11,9 ngay. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. Ok. Mình sang câu 21. Câu 21 là câu cực kỳ hay luôn. Câu 21 là câu cực kỳ hay luôn. Thầy nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ không làm được câu này đâu. Nên là thầy tóm tắt cho các em nhìn nhé. A nhỏ từ từ V lít dung dịch BaOH2 lần. Đây. BaOH2 lần 0,5 x 2 là 1. Vậy là V mol. Và dung dịch chứa NaHCO3 X mol và BaCl2 Y mol. Đồ thị sau biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và số mol thể tích dung dịch BaOH2 lần. Thế mình lưu ý này. Thầy chỉ lưu ý điểm cuối cùng này thôi. Nhìn điểm cuối cùng là mình thấy này. Ở đây có phải là lúc này là kết tủa đi trở lại, kết tủa giữ nguyên và không bị tan nữa đúng không em? Kết tủa bị giữ nguyên không bị tan nữa. Và ở điểm cuối cùng này kết tủa bị giữ nguyên và không bị tan nữa thì chứng tỏ chắc chắn trong này tồn tại BaCO3. Đúng chưa? Đúng chưa nào? Tồn tại BaCO3 và trong dịch này chỉ tồn tại muối CO3 hay trừ nữa thôi. Vậy là nó là tồn tại NaHCO3 nữa, Na2CO3 nữa. Hết rồi. Thế thì số mol BaCO3 này bằng 0,2 này. Số mol Na2CO3 chưa biết. Đúng không? Đấy, thế tiếp tục này. Số mol V là số mol BaOH2 lần thả vào đây là 0,3. Vậy thằng này bằng 0,3 này. Vậy thì đi bảo toàn bari 0,3. Bên trong này thì không biết là bên trong này khả năng cao vẫn còn gì? Vẫn còn gì? NaCl. Đúng chưa? Vì kết tủa không tan nữa mà. Thế thì 0,3 mà trừ 0,2. Và có cả BaCl2 nữa. Chứ không thể có H được. Đúng không? Có rất rất nhiều anh. Thế vậy thì để mà làm được câu này thì các em cần lưu ý tí. Bây giờ thầy tách thành ion. Thế thì ion ở đây thì có là OH trừ ăn HCO3 trừ để tạo thành CO32 trừ. Đúng chưa? Lúc này tạo hết thành CO32 trừ rồi. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Là phản ứng tiếp theo là phản ứng mà thằng Ba2 cộng CO3 trừ ăn Ba2 cộng để tạo thành BaCO3.
Thế thì số mol kết tủa BaCO3 đây bằng 0,2 rồi. Thế thì ngay lập tức thì tìm được, thì tìm được đây là kết tủa lớn nhất. Vậy là Ba bắt vào thì là kết tủa lớn nhất, là suy ra x tất bao nhiêu có x thì kết tủa chui hết vào đây. Đúng không? Kết tủa mắc mà. Thế x có thể là bằng 0,0 mấy em? 0,2. Đúng không? Ê, có rất rất nhiều trường hợp. Thì cái trường hợp này là trường hợp đầu tiên là x là có thể là bằng 0,2. Đấy các em cần lưu ý. Thế thì với cái trường hợp mà x bằng 0,2 đấy, với cái trường hợp mà x bằng 0,2 đấy, thì giờ giải thế nào? Tiếp tục. Đây là một dạng bài, là dạng bài về sơ đồ hình vẽ. Khá là khó. Khá là khó với các em. Đấy, các em cần phải lưu ý để mà mình cùng giải, chứ không nó rất là nguy hiểm nha. Thế đây thầy chỉ cho em nhìn này. Đầu tiên thì mình tìm được luôn là canh y luôn. Nhìn kỹ nhá, còn thầy vẽ lại cho em nhìn này. Xác định điểm này với anh BA hóa thành lần đầu tiên và hỗn hợp gồm NaHCO3 và BaCl2 xy này, thu được này. Bài này sẽ rút đường, bài này dễ mà. Thu được BaCO3 số mol là 0,1, V này bằng 0,1. Vậy là bari kết tủa hết, chú hết đây. Được chưa? Đấy. Thế ngay tức mình tìm được là số mol của anh BA, thằng này là bari kết tủa hết, đúng không? Thế thì thầy tìm được là thằng Y luôn. Thằng Y luôn, thằng này 0,1, thằng này 0,1 mà. Vậy là phản ứng là OH trừ NaCO3 trừ. Vậy là vẫn còn dư, đúng không? Đúng không? Các em nhìn kỹ xem đúng không? Đây thì ghi rõ phương trình này. BaOH 2 lần cộng NaHCO3 cộng BaCl2 để tạo thành BaCO3 cộng NaCl cộng H2O cân bằng nhá. 2 2 2 2. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được luôn số mol BaCl2 y luôn. Đây kết tủa đây bằng là 0,1 này. Thì số mol BaCl2 bằng, đúng không? 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Y bằng 0,05. Thế ngay lập tức dựa vào đây, đúng không? Đoạn đồ thị tiếp theo này, là thầy được phương trình tiếp theo này. Đoạn đồ thị tiếp theo thầy được phương trình tiếp theo là thằng BaOH 2 lần cộng NaHCO3 tạo thành BaCO3 kết tủa cộng NaOH cộng H2O, đúng chưa? Thế ở đoạn đầu thị tiếp theo thì để tìm được là số mol của NaHCO3 thì có phải bằng x trừ đi 0,1 không? Ở đây 0,1 mà, đúng chưa? Và x trừ 0,1 thì chính bằng số mol kết tủa BaCO3 là x trừ 0,1, đúng không? X trừ 0,1 đúng không? Vậy là hoàn toàn mình được là suy ra mình có x trừ đi 0,1 bằng 0,2 trừ 0,1, suy ra x bằng 0,2. Được chưa? X bằng 0,2, y bằng 0,05. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Rất tốt, mấy bạn xoay bút đúng đấy. Tỉnh đấy. Thôi là sang phần dễ rồi. Mình lại sang phần dễ rồi. Sang câu 22 nào. Vừa nãy em câu khó tí mà các bạn đã sợ. Câu 2 comment đáp án cho thầy nào. Thầy nhắc like cho một số bạn vừa vào nhá. Tối nay thì có một món quà đặc biệt dành cho tất cả các bạn đã và đang theo dõi video live stream này. Bởi vì tối nay là tối mà rất là vui, bởi vì thầy có khai giảng cái khóa live stream nhá. Buổi học đầu tiên của khóa khai giảng live stream. Thì thầy có tặng bộ quà, bộ 3 đề thi thử giải trí tiếp cộng với video do thầy trực tiếp thầy chữa, dành cho các bạn thực hiện đủ 3 bước. Bước 1 là share video về tường này. Bước 2 tag 3 bạn vào phần bình luận này. Bước 3 là inbox ngay lập tức cho thầy. Cũng như thực hiện xong 2 bước này thì inbox cho thầy. Thầy tí nữa thôi, live stream xong thầy sẽ gửi cho em nhá. Sẽ gửi đến bao giờ thì bị chặn, gửi tin nhắn thì thôi. Thế này các em gửi, các em thực hiện đủ 3 bước đi nhanh này. Nào mình có câu 22. Trong các polymer sau, các polymer là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là. Ui cái này khó này. Bây giờ thầy viết cho chúng ta nhìn nhá. Một metin mesh acrylate này này này. Metin mesh acrylate, metin mesh acrylate COOC. Đây.
đi từ metin meta acrylic à, đi từ me, đi từ metin met acrylate. Và anh này phải là trùng ngưng, không phải trùng hợp. Sorry, anh này là trùng hợp không phải trùng ngưng. Vậy một loại. Một loại mình nhìn ngay. Loại A, loại B. Loại gì? Vậy đáp án đúng, mình đáp án C. Ni lông 7 đúng. Trùng ngưng này. Polyethylene terephthalate đúng, trùng ngưng này. Ni lông 6,6 đúng, trùng ngưng này. Vậy là 3 4 5 chính xác. Mình sang câu tiếp theo, câu số 23. Số chất trong dạy có khả năng là mất màu dung dịch nước brom. Số chất trong dạy có khả năng là mất màu dung dịch nước brom này. Thế thì để làm được câu này mình cần lưu ý này. Mất màu nước brom ấy thì metan không, ethylene có, acetylene có. Ethylene là anh này này. CH2 nối đôi CH2. Nối đôi là có này. Acetylene này. CH nối 3 CH có này. Ethan không. Anconalylic. Đây anh này anconalylic có. Acid acrylic có. Glycerol không. Thì có 1, 2, 3, 4 anh. Đúng rồi, nối đôi mất màu brom. 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? Mày đáp án đúng, mình đáp án dây. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 24. 24 lại khá cứng. Các em cùng quan sát nha. Hỗn hợp X gồm Fe2O3. Đã là nhóm lấy 8, 9 của thầy thì thầy cân hết tất cả mọi câu. Cu trong đó sắt chiếm 52%, 0,525 về khối lượng, đặc biệt M thì M chính bằng khối lượng của sắt, nguyên tố sắt. Cho M gam X tác dụng với 420ml dung dịch HCl, 0,42 nhân với 2 bằng 0,84. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thì trong dung dịch này tồn tại muối sắt 2, muối sắt 3. Đúng chưa? Không có đồng. Nhưng mà còn lại 0,2 gam chất rắn không tan. Hai này chắc chắn tan. Không tan chắc chắn chỉ có đồng. Đây là đồng dư ra ngoài. 0,2M. Do đồng dư là 0,2M đồng dư nên chắc chắn trong dịch chỉ tồn tại muối sắt 2 không có sắt 3. Vậy trong dịch tồn tại đồng 2 cộng và sắt 2 cộng. Thấy chưa? Vậy là FeCl2, CuCl2 này. 0,2 mg này. Đây là dung dịch Y. Vậy thì suy ra được dung dịch Y của thầy là gồm tồn tại sắt 2 cộng này, đồng 2 cộng này và Cl trừ. Cho AgNO3 dư, bạc cộng dư thì thu được khí NO. Trong này có cả NO3 trừ nữa. Bạc cộng này, NO3 trừ này. HCl này dư này nên có cả H cộng này. Được chưa? HCl dư nên có cả H cộng. Nó sẽ thu được NO và 146,1, 141,6 gram kết tủa. Vậy chắc chắn mình có kết tủa AgCl. Thế thì chắc chắn có kết tủa AgCl. Nhưng mà Ag dư, vậy Cl trừ ở đây là 0,84 thì chú hết vào đây là 0,84 này. Vậy chú ý đây là 0,84. Được chưa các em? Đồng không tác dụng HCl, nhưng mà đồng ăn với sắt 3 em nhé. Đồng ăn tác dụng. Đồng không tác dụng HCl nhưng đồng ăn sắt 3 để tạo thành đồng 2. Được chưa? 0,84. Thế thì 0,84 ở đây là 146,1 gram kết tủa. Thì ở đây mình có là 0,84 nhân với 108 cộng 35,5 bằng 120,54. Vẫn nhỏ hơn 141,6. Vậy điều này chứng tỏ còn một kết tủa nữa. Đó là kết tủa bạc. 141,6 trừ N bằng 21,06 chia cho 108 bằng 0,195. 0,195 một mạch kết tủa. Để bài yêu cầu xác định giá trị của bạc. Thế ở đây các em còn lưu ý. Lưu ý điểm gì? Ở đây mình có, nếu mà mình đi muốn tìm giá trị của M, đúng không? Mình đã có một mối quan hệ của sắt rồi, đúng không? Thế ở đây ta đã có Cl trừ biết này. H cộng xem NO3 trừ. Ở đây NO3 trừ dư ăn với sắt 2 cộng để đưa lại hết. Bọn này sẽ lên là sắt 3 cộng và đồng 2 cộng. Đúng chưa? Đấy, bọn này nó sẽ được đưa lên hết thành sắt 3 cộng và đồng 2 cộng. Thế vậy thầy đặt số mol của Fe2O3 là A mol thì số mol FeO là B mol. Đúng không? Thế thì cuối cùng lên đây. Lên đây cái gì? Vậy thì
Có phải là và summon NO là Cmon. Thế thì hoàn toàn mình có, hoàn toàn mình sẽ có cái hệ sau. Đầu tiên cái hệ về bảo toàn khối lượng này là 160 A cộng với 72 B cộng với 64 đồng. Đồng mình chưa biết, đúng không? Đồng mình chưa biết thì bây giờ mình phải đi tìm thằng đồng bao nhiêu. Thế thì mình lưu ý để mình chứng minh thằng đồng. Mình chứng minh thằng đồng thì mình có rằng là số mol đồng của chúng ta ở đây thằng này đang là A mol F2 và là A nhá. Đồng dư 0.2M nhá. Thế có phải là mình tìm được thằng số mol đồng của mình cũng bằng A không em? Đấy, đúng rồi, đồng tác dụng vào F2 và 3 đấy, chính xác. Rất đúng luôn. Được chưa nào? Ok. 64 gam đồng. Được chưa? Thế đây là 160A này cộng với 56B này. Thế giờ mình cần tìm đồng. Thế mình muốn tìm đồng thì mình có này. Sắt lên sắt dương 3 là hết này. Sắt là sắt lên sắt dương 3 là 2 này. Đúng không? Đấy. Thế thì có phải là chỗ này là cộng với lại 64A thì bằng M trừ đi M đồng dư. M đồng dư ở đây là bằng 0.8 à? 0.2 mà. Đây một phương trình nhá. Phương trình thứ hai có phải là khối lượng của sắt chia khối lượng của M thì bằng 0.525 không? Vậy hoàn toàn đến đây mình sẽ có là 2A nhân 56 chia cho cộng với là 56B chia cho M thì bằng 0.525. Phương trình số 3 thì bảo toàn electron có số mol của FeO cộng với lại số mol của Cu phải lên 2 thì bằng 3 lần số mol NO cộng với lại số mol bạc. Chuẩn chưa? Và ở cái phương trình này thì thấy được nó là B cộng 2A bằng 3C cộng 0.195. Cuối cùng thấy được số mol HCl có phải bằng số mol của Fe2O3. 3 oxy trong oxit thì phải ăn 6H cộng. Cộng với số mol FeO. 1 oxy trong oxit thì ăn 2H cộng. Cộng với lại 4 lần số mol NO. Câu này hơi khó đúng không? Thế giải xong cái hệ này thì các em sẽ tìm được. Tìm được. Thì cho đáp án nhá. A bằng 0.05, B bằng 0.25, C bằng 0.05. Thế nên chúng ta tìm được M bằng 32. Được chưa? Thì cái chỗ file giải này chốc nữa thầy sẽ gửi chúng ta cái file giải chi tiết nha. Câu 25 này, chúng ta đâm đầu vào mấy câu khó khó tí. Câu 25: sắt tác dụng với oxy một thời gian thu được 14.64 gam hỗn hợp X. Với hỗn hợp X này gồm, chắc chắn là khó rồi, đề thi trung học phổ thông quốc gia phải khó chứ em. FeO, Fe2O3 và F3O4 hòa tan toàn bộ X trong với lít HNO3, số mol bằng 0.2V, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và khí NO 0.06. Ok chưa? Sản phẩm khử duy nhất chứng tỏ không có NO4NO3. Cho dung dịch NaOH dư trừ dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thì thu được kết tủa. Muối này chắc chắn là muối sắt 3 rồi. Đúng chưa? Mình chưa chắc chắn được. HNO3 này chưa biết là dư hay không dư này. Đây này, V lít này. Chỉ chứa muối, không biết là sắt 3 sắt 2 thì cứ phòng là Fe 2 cộng và Fe 3 cộng. Thì OH trừ dư này mình thu được là FeOH 2 lần và FeOH 3 lần. Thế test thử xem có phải không nhé. Nếu nó chỉ là FeOH 3 lần này thì 20.94 chia cho 107 phải tròn, nhưng không tròn thì chứng tỏ là tồn tại hai thằng kết tủa này. Khối lượng hai thằng kết tủa này là bằng 20.94. Được chưa nào? Thế thì đây là 14 này cộng bọn này này ra NO này, giá trị của V. Thế thì các em cần để ý một chút. K
Các em cần để ý một chút, ở đây là mình tạo thành muối sắt 2 và muối sắt 3. Và đề bài yêu cầu tìm số mol H2O3 phản ứng. Thế mình có số mol H2O3 phản ứng thì bằng gì? Số mol H2O3 phản ứng thì bằng 4 lần số mol NO cộng với lại 2 lần số mol oxy trong oxit, đúng không? Số mol NO biết rồi. Vậy mình chỉ cần tìm số mol oxy trong oxit là xong. Chuẩn chưa? Với mục tiêu bây giờ chúng ta đi tìm số mol oxy trong oxit. Thế giờ mình muốn đi tìm số mol oxy trong oxit thì mình cần phải tìm được khối lượng của oxy. Muốn vậy mình cần tìm được thằng sắt. Vậy thì đặt đi. Đặt số mol sắt là A, số mol oxy là B. Thế thì có phương trình đầu tiên là bảo toàn khối lượng 56A cộng 32B thì bằng 14,64. Được chưa? Phương trình thứ hai nhá. Phương trình thứ hai của thầy là đi bảo toàn E. Sắt của thầy nó sẽ lên sắt dương 2 hoặc lên sắt dương 3. Đấy, nó lại xoắn thế. Đúng không? Thế vậy thì nếu vậy thì đặt thằng này là A đi. Sorry các em. Đặt thằng này là A, đặt thằng này là B, đặt oxy là C cho nó dễ. Thế sắt đây là A cộng B. 56 nhân, thế thì gạt kệ này đi. 56 nhân A cộng B cộng với 32C thì bằng 14,64. Phương trình thứ hai nhá. Phương trình thứ hai mình có này. Anh này, FL mất 2 lần. 56 cộng 17 nhân 2 bằng 90A. 90A cộng 107B thì bằng 20,94. Phương trình thứ ba. Phương trình thứ ba của mình là gì? Phương trình bảo toàn E. 2A cộng 3B bằng oxy về O trừ 2 4C cộng với lại 0,06 nhân 3. Đến đây mình tìm ra ABC. Bấm hệ 1, 2. Lâu lắm thì bấm hệ 56 bằng 56 bằng 32 bằng 14,64 bằng 90 bằng 107 bằng 0 bằng 20. Ô thì bấm nhầm. 3 này. 56 bằng này, 56 bằng này, 32 bằng này, 14,64 bằng này, 90 bằng này, 107 bằng này, 20,94, sorry, 0, 0 bằng này, 20,94 bằng này, 2 bằng này, 3 bằng này, trừ 4 bằng này, 0,06 nhân 3 bằng, A bằng 0,09, B bằng 0,12, C bằng 0,09, A bằng 0,09, B bằng 0,12, C bằng 0,09. Vậy đây thì tìm được luôn 4 lần số mol NO. Số mol NO bằng 0,06. 4 nhân 0,06 cộng với 2 nhân với lại số mol oxy trong oxit. Thằng này là O2. Vậy phải nhân với lại 0,09 nhân 2 bằng 0,6. Được chưa? 0,6 mà chia cho 0,2 thì bằng 3. 3. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án này. Khoai không? Vẫn quả Casio. Hiện tại khoai, nhưng mà thầy hướng dẫn chúng ta cách là nhanh nhất rồi đấy. Thôi mình sang các câu đỡ khoai hơn nào. Câu 26 này. Các em cùng comment đáp án nhá. Câu 26 chúng ta cùng comment đáp án nào. Phát biểu nào sau đây là đúng. Tranh thủ trong lúc mà chờ đợi các bạn comment đáp án, thầy đã nhắc lại một lần nữa là những bạn đã thực hiện đủ 3 bước chưa để nhận quà nào. Các em ơi, các em đã thực hiện đủ 3 bước chưa để thầy tặng quà các em nào? Bộ 3 đề giải đề thi thử chi tiết. Minh Anh kêu trời ơi liên tục vậy. Xem nào. Bây giờ thầy sẽ gửi cho bạn đầu tiên. Xem Nguyễn Hiền này, em chào thầy ạ này. Thầy ơi cho em xin đề với, đợi thầy xíu. Ok. Mình có này, có 26 phát biểu nó sẽ đề đúng. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit acetic. Đúng. Sai rồi, axit béo ạ. Carbohydrate là các hợp chất hữu cơ đơn chức. Sai. Tạp chức. Nó gồm nhóm OH và nhóm carbonin. Chất béo là trieste của glycerol với axit béo. Đúng. Glucose là đồng phân của xác. Sai. Nhưng mà thầy đang live stream em làm gì còn tay. Đáp án đúng đáp án C. Thầy muốn gửi luôn lắm nhưng mà thầy đang live stream chẳng còn tay để gửi cho các em. Câu 27. 27 nhá. Một oxit sắt thì không biết. 20,88 gram này. Oxit sắt không biết là FeX OI này bằng dung dịch H24 đặc này, đặc nóng thu được dung dịch X, không biết có dư hay không, dung dịch X
và khí SO2. Chúng ta tìm được khí SO2 bằng 3,248 chia cho 2,4, 0,145. Sản phẩm mới duy nhất cô cạn dung dịch X thì thu được mg với khan giá trị của m. Đấy, thế đây mình lại quay trở lại cái bài như vừa nãy em. Mình đặt tên này là sắt và oxy. Đây này là A, đây này là B. Mình có luôn nhỉ. Hệ phương trình là 56A. Chào Dung Nguyễn. Hello, chào Đặng Hồng Thủy. 56A cộng 32B bằng 20,88. Các em nhớ xe lại không trôi nhá. Dạo này Facebook nó giảm tương tác rất kinh. Sắt chắc chắn lên sắt dương 3. Mình cứ thử vậy thôi. Vậy là 3A thì bằng oxy nhận 4, 4B, SO2 nhận 2, 2 nhân 0,145. Nó bấm máy tính nha. Lâu lắm rồi thì bấm máy tính. 56 bằng 32 bằng 20,88 bằng 3A trừ 4 bằng 2 nhân 0,145 bằng 0,29 và 0,45. A bằng 0,29, B bằng 0,145. Vậy mình tìm được giá trị của M. Vậy muối khan này của thầy là Fe 2 SO43 lần 0,29 chia cho 2 0,145. Vậy được 0,145 nhân với phân tử khối là 56 nhân 2 cộng 96 nhân 3 bằng 58 gam. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Đáp án đúng đáp án A. Ok, đều những câu khoai cả. Mình sang câu 28. Số chất có thể tham gia phản ứng trắng bạc. Mình lưu ý nhé, trắng bạc. Được chưa? Các em cần phải lưu ý đây là phản ứng trắng bạc. Do nó là trắng bạc ấy, rất nhiều bạn bị nhầm chỗ này này. Trắng bạc là tương đương với việc là sinh ra bạc. Và sinh ra bạc thì hoặc nó là có chó này, hoặc là nó có HCOOR phẩy này. Nhiều bạn nhầm là hiro linh động thì không phải nhé. Thằng này tạo kết tủa vàng cơ, nên là sai. Chỉ có chó HCO đó phải thôi. Quy về Fe và nguyên tử oxy cũng được, mà quy về Fe và phân tử oxy cũng được. Quy kiểu gì cũng được. Thầy vừa quy về phân tử oxy cho dễ sân trường nhé. Axit acrylic không này. Formaldehyde là HCO có này. Phenin format là HCOOC6H5 có này. Glucose có chó này. Anhit acetic là CH3CHO có này. Metin acetat không này. Saccharose không này. 1, 2, 3, 4 anh. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Đến lại nhé. Formaldehyde này. Phenin format này. Glucose này. Anhit acetic này. Đấy chưa? 4 anh thôi ạ. B, Huy Thành đúng. Hoàng Tân Dũng đúng. Các em thấy thầy đề thầy chữa kinh không? Có kỳ trâu và chất. Vì chắc lắm các cái đề ở trong cái khóa mà lấy 6 đến là lấy 7, 8, 9 điểm của đấy cực kỳ chất chất những đề này. Và bây giờ các em cần luyện đi nhá. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học này của thầy thì khóa học live stream nó chất như offline luôn. Đấy, ý xì như thầy đang chữa như này này. Những bạn nào muốn tìm hiểu thì có inbox cho cô Ngọc Anh về sách nhá. Cái này là thầy liên kết hợp tác với bên về sách cùng sản xuất khóa này. Khóa 29. Nung hỗn hợp gồm nhôm và Fe3O4. Thế thầy viết công trình nhé. Nhôm này cộng F34 này có tỷ lệ khối lượng là 1:1, tỷ lệ khối lượng các em ạ. Vậy thì thầy đặt đi, đặt cùng là 232 thì tìm số mol luôn bằng 1 này chia 27 này thì tạo thành Al2O3 cộng Fe đúng không. Thế thằng này 4, thằng này 3, 9 sắt, 43 12 nhôm 8. Mình chia này, 1 chia 3 bằng 0,3333. Xem nào hết đi mà. 232 chia 27 chia 8 1,07. Lớn hơn, điều này chứng tỏ F34 hết. Nhôm dư. Hết thì không còn này. Nhôm phải dư này. Không có nhôm này. Được chưa? Và chắc chắn phải sinh ra sắt. Đáp án đúng đáp án gì? 29 phải dê nhá. Dũng nhầm rồi. Câu 30. Cho 4,64 gam Fe bao 4 F3
4,34 4,64 chia cho 220 0,02 mol. Tác dụng hydro ở nhiệt độ cao. Những bạn nào mà quên chưa xe thì xe lại về tường nhé. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được FE 0,02 x 3 bằng 0,06 m gam nước. Cân bằng thôi nhỉ. 3 này 0,02 x 4 bằng 0,08 luôn. Có là 0,08 nhân với lại 18 thì bằng 1,44. Đáp án đúng đáp án này. Ok. Hai chín đây em. 29 có thắc mắc gì à? Các em chú ý nhá. Các em chú ý nhá. Câu 29 này này là nhôm và E34 tỷ lệ khối lượng là 1:1. Ok, thầy giải lại nhá. Nhôm và E34 tỷ lệ khối lượng là 1:1, có nghĩa là thầy lấy mà khối lượng của E34 là 232 thì khối lượng của nhôm cũng là 1:232. Chú ý là đây tỷ lệ khối lượng này. Đây 232 này, đây 232 này. 232 chia 232 bằng 1. 232 chia 27 là một số đó này không quan tâm. Thầy viết phương trình và cân bằng phương trình này. Thầy được này. 1 chia 3 bằng 0,333. Đúng chưa? Tiếp tục là 232 chia 27 chia 8 bằng 1,07. Mình thấy 1,07 lớn hơn 0,333. Điều này chứng tỏ một điều rằng F34 hết nhôm dư. Các em đừng nhầm tỷ lệ khối lượng với tỷ lệ số mol. Thầy nghĩ là chắc là nhiều bạn bị nhầm. Ở đây là tỷ lệ khối lượng. Thì thằng này nó phải là suy ra F34 hết. F34 hết thì nhôm lại dư. Nhôm dư thì nhôm dư này, sắt này, A2O3. Các em hiểu chưa? Đây là quan tâm là đây là tỷ lệ khối lượng nhé. Đấy. Mình sang tiếp tục này. Câu 31. Để cho em. Các em hiểu không nhỉ? Các bạn đang theo dõi video livestream hiểu không? Ok, đấy, chính xác. Cẩn thận bị lừa nhá. Câu 31. 0,69 gam một kim loại kiềm. Hóa trị 1. Tác dụng với nước thì tạo thành MOH cộng H2 1/2. Số mol bằng 0,015. Suy ngược lại anh này. 0,015 x 1 chia 1/2 thì bằng 0,03. 0,69. Vậy mình tìm được M. 0,69 chia 0,03 thì bằng 23. 23 là natri đúng không? Ok, rất tốt. Câu 32 nè. Đốt cháy hoàn toàn CH3 NH2. CH3 NH2 6,2 chia 31 thì bằng 0,2. Tác dụng với oxy thu được sản phẩm chứa Velit khi nitơ. 0,2 x 1 chia 2 bằng 0,1. Vậy giá trị của V là 0,1 x 2,4 bằng 2,24. Đáp án đúng đáp án C. Câu 33. 33 này. 33 nhá. Chia 1,6 lít dung dịch CuNO3 2 lần và HCl thành hai phần bằng nhau. Thầy nghĩ là câu điện phân này nên để lại. Thầy nghĩ vậy, điện phân để lại, 34 để lại, bởi vì hai câu này khá khó các em. Thầy chưa chốc rồi thầy gửi cái file giải chi tiết nhé. Mình chữa mấy câu dễ dễ trước. Mình sang câu tiếp theo đi. Câu 35 đi. Cho sơ đồ chuyển hóa này. M cộng HCl thì tạo thành X. Vậy là một kim loại này, kim loại M này tác dụng với HCl. Được chưa? Vậy là M phải đứng trước Kiro trong lại hóa. X là muối. Đây là MN cộng. Ăn được NH3, ăn được nước. Vậy bọn này là hoặc là có hydro chất lượng kết tủa hoặc là tạo phức đều được. Đúng chưa? Nhưng chú ý này, thằng Z này, điện phân nóng chảy này, để tạo thành M. Vậy là kim loại M phải điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. M điều chế phương pháp điện phân nóng chảy. Được chưa? Chắc bạn random đấy Dương Minh Trung. Vậy là loại A này. Không đúng mà. X, Y, Z tác dụng với HCl. Thầy chưa rõ, để đấy.
M là kim loại có tính khử mạnh, đúng, đứng trước hydro là tính khử mạnh. Y và Z đều là hợp chất lưỡng tính. Y và Z đều là hợp chất lưỡng tính. Có khả năng đúng. Đúng không? Nhưng mà mình chú ý này, X, Y, Z để tác dụng HCl vô lý này. M có HCl ra X rồi. X không thể tác dụng được HCl nữa. Vậy là sai là gì? X tác dụng được HCl. Vậy sai là B. Được chưa? Tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 36. Cho các dung dịch sau ngẫu nhiên X, Y, Z, T tiến hành các thí nghiệm sau. Em chú ý nha. Chất X làm quỷ tím hoa xanh. À, để bài hỏi chất Y này. Chất Y làm quỷ tím hoa đỏ. Đỏ, đỏ. Thằng này xanh, loại. Thằng này xanh, loại. Y tan trong dịch HCl. Tan. Vào BaOH này lần cái tuổi trắng. Vậy chỉ có thể là B. BaS4. Vậy ta vẫn đúng là B. Các em thấy không? Mình biết tránh chỗ mạnh. Mình chạm vào chỗ nó dễ thì làm nó dễ. Mình làm câu 36 đấy. Mình sẽ có tiếp tục nhé. Câu 37 này. 37 này. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là phenolanilin đều phản ứng với dung dịch nước brom tạo kết tụa. Đúng. Và cả đều kết tụa màu trắng. Anhydrid phản ứng hydro tạo ăn khu bậc 1. Thầy viết nhé. R này. C nối đôi O này. H này. Cộng HH này. Để tạo thành R này. C này. OH này. H này. H. OH đến carbon bậc 1. Ăn khu bậc 1. Đúng tiếp. Ghi ra về đầu này dễ nhìn. Acid formic tác dụng với KHCO3 tạo thành CO2. HCOOH cộng KHCO3 tạo CO2. Chuẩn. Ethylene glycol, acid acetic, glucose đều hòa tan ở CO2 này là nhiệt độ thường. Ethylene glycol OH đa kề được. Acid acetic, acid được, glucose OH đa kề được. Đúng. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, đúng. Polyvinyl chlorua, polyethylene được dùng là chất dẻo, đúng. Dung dịch anilin làm quỷ tím chuyển màu xanh, cái này sai. Đấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhận định đúng. Được chưa các em? Dạy không? Đây này là đề mà thầy dạy các em. Bởi vì ở trong cái khóa live stream này của thầy là lấy 7, 8, 9 điểm. Nên là thầy sẽ chữa mọi đề của thầy đều chữa cho chúng ta 36 câu. Để lại 4 câu khó nhất. Được chưa? Còn nào thì bảo có lúc khóa 9, 10. Thế này sẽ chữa full. Cho các hợp chất hữu cơ X, Y, Z công thức phân tử C4H8O2. Dĩ nhiên là lấy... 7, 8, 9, 9, 3, 2, 7 đỗ tất cả các trường. Mình không cần phải mất quá nhiều thời gian cho học những cái môn khác. Cho học chất hữu cơ X, Y, Z có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các tính chất sau. X cấu tạo mạch carbon phân nhánh. Nhìn nhé. Đầu tiên X mạch carbon phân nhánh này. Phân nhánh, không phân nhánh, loại, loại. Y tác dụng với NaOH mắt. Khóa này này. Tác dụng NaOH mắt, tác dụng NaOH mắt được. Điều chế từ ancol và acid cùng số nguyên tử carbon. 2, 2 carbon. 3 carbon, 1 carbon, vứt. 5 bạn đúng đáp án này. Ok. Vậy, thầy để lại câu 39 này. Câu 40 này. Rồi thầy gửi file đáp án vào trong nhóm học nhá. Nhóm học 6-8, nhóm học 7-8-9 nha. Những bạn nào mà chưa tham gia nhóm thì có thể inbox cho cô Ngọc Anh để rách để tham gia nhóm của thầy. 34 này. Và 33 này. Ok. Dĩ nhiên học thầy mà chăm thì em trở thành siêu khủng. Bởi vì học thầy cực kỳ chất. Các em nhìn thấy rồi. Ok. Các em ơi, nhớ quà của tôi ngày hôm nay. Bộ 3 đề thi thử giải chi tiết cộng video. Bước 1 xem video về tưởng. Bước 2 tag 3 bạn vào phần bình luận. Bước 3 inbox cho thầy. Nhớ này, những bạn nào ở Hà Nội này, Hà Nội này, cộng khu vực lân cận này, khu vực lân cận này, thì thầy mới mở một lớp luyện đề. Thầy mới mở lớp luyện đề 3 tiếng. Từ 2 giờ đến 5 giờ. Chiều thứ năm. Các em có thể lên để chúng ta cùng luyện đề với nhau. Ok chưa? Bye bye. Chào các em. Hẹn gặp lại. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa học live stream thì hãy đăng ký với cô Ngọc Anh về Jack nhá.